Ờ, thư sư dùng phần mềm vi phạm bản quyền tức là rắc ấy, thì có tính phạm vi ăn cắp không? Con thấy nhiều người xung quanh giữ các giới khác rất tốt và động viên những người xung quanh giữ giới. Nhưng đến khi nói về chuyện về dùng phần mềm không bản quyền thì họ nói là không sao, không nên chấp giới quá. Ờ, trong cái giới mà không có trộm cắp ấy nó có một cái chi phần đầu tiên đó là của không cho cái của không cho này đó nó có cái lắc léo như thế này nè là trong trường hợp trong trường hợp mà cái đồ của người ta đó rồi mình lấy từ tay người ta thì đó là của không cho rồi đồ từ tay người ta mình nhờ người khác lấy cho mình mà mình lấy lại từ tay cái người nhờ thì đó là cũng không cho. Còn nếu như mà đồ của người ta, một cái kẻ trộm ăn cắp cái đồ đó, hoặc ăn cướp cái món đồ đó, rồi họ đem cái món đồ đó họ cho mình á, thì cái món đồ ngay từ cái thời điểm mà họ ăn cắp đó, đó nó đã trợ nó đã thuộc về cái tên trộm hiểu không? Nó thuộc về tên trộm rồi. Cho nên nếu như mà tên trộm nó cho cho mình á, cho mình á, thì mình lại không phạm cái giới trộm cắp. Nhưng mà sư nói rất là nhiều lần khi mà sẽ nhắc đến giới đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp tức là trong trường hợp mà kẻ trộm họ ăn trộm cho mình á mà mình xài đó thì tức là mình cộng nghiệp chung với kẻ trộm kẻ trộm á là cái người chịu cái nghiệp trực tiếp còn mình sẽ cộng nghiệp chung với họ để chịu cái nghiệp gián tiếp à, như trong cái trường hợp này đó à, như trong trường hợp này à, nếu như nếu như mà cái phần mềm rắc á là họ chia sẻ cho mình họ cho mình à, họ cho mình luôn thì khi mình dùng nó đó thì theo cái giới theo chi phần ấy, thì đó là cái kẻ trộm họ cho mình ví dụ như uh, tải một cái phần mềm ở trên the private bay uh, hoặc là ở trên một cái trang mạng nào đó thì khi mà tải về như vậy là mình kẻ trộm cho mình và mình nhận từ kẻ trộm, cái uh, lý thuyết tương tự như vậy uh, đối với các cái trang um, phim lậu. Nhưng mà nhớ dùm sư một chuyện, sư nhắc đi nhắc lại hoài, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Ừ. Mà khi mình nhận, mình biết cái món đồ, cái món đoạn trộm đúng không? Mình không kêu người ta trộm nó cho mình, nhưng mà mình vẫn thích thú mình lấy cái món đồ đó về tại vì người ta cho mình mà mình lấy món đồ đó về mình sử dụng thì mình cộng nghiệp với người ta quý vị có để ý một chuyện không à, phần lớn số đông người ta thích uh, trong một cái cộng đồng trong một cộng đồng mà người ta thích cái, cái chuyện mà xài phần mềm không bản quyền tức là rắc ấy, tức là người khác bẻ khóa cái đó cho mình mình xài cộng đồng thích cái đó nhiều ấy, thì thường đó là một cộng đồng nghèo còn cái người mà họ có tiền á họ giàu ấy, thì họ lại không có thích dùng cái phần mềm không bản quyền đó là nhân và quả và quả là tạo ra nhân mới tức là sao do quá khứ do quá khứ chúng ta đã phạm cái giới là lấy cũ không cho ừ. cho nên nó cho cái quả là đời nay một cái tập thể như vậy đó một cái tập thể lấy cũ không cho thành ra đời nay nghèo tập thể nó bị nghèo nghèo khổ và do tập thể nó nghèo khổ đó cho nên tập thể đó lại thích thú trong việc lấy củ không cho hoặc là kẻ khác ăn trộm rồi mình thích thú mình tiêu xài cái phần đó thành ra đó cái đó nó lại là cái nhân nghèo khổ cho tương lai à, thành ra đầu tiên ha nói một cách dễ hiểu à, mình không có tiền để dùng phần mềm có bản quyền tức là à, do mình nghèo đúng không? mình không có tiền thì đó là do cái nghiệp cũ nhưng mà khi mình thích thú mình thích thú mình dùng cái phần mềm bẻ khóa của người khác thì mình lại gieo cái nhân nghèo đói cho đời sau kiếp khác tức là từ tối đi vào tối tóm lại nói phạm giới thì xét theo chi phần anh không phạm giới nhưng mà anh có cộng nghiệp và chắc chắn là cái nghiệp đó cái việc anh cộng nghiệp ấy, nó cũng có thể đưa anh đi ngục như thường và nó vẫn khiến cho anh nghèo khổ như thường Nha. ngoài ra nó còn có một cái một cái khả năng nữa một cái trường hợp nữa đó là gì cái họ giao cho mình cái chìa khóa cụ thể ở đây là cái cái phần mềm để rắt hoặc là cái 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 cái, cái kỳ để rắc và mình tải trực tiếp từ trang web nhà sản xuất mình tải xuống rồi mình dùng cái công cụ đó để mình bẻ khóa thì đó là mình phạm tội lấy cũng không cho tức là phạm tội ăn cắp bởi vì sao người ta cho mình công cụ thôi mình lấy trực tiếp mình lấy tài sản của người khác về mình bẻ khóa là mình xài thì trong trường hợp đó trong trường hợp đó mình phạm tội trộm cắp một cách trực tiếp ừ. à, thành ra khi mà sử dụng phần mềm rắc nó có hai trường hợp mà chúng ta nên phân biệt tuy nhiên trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn cứ là trộm cắp à, vẫn cứ tạo nghiệp ha vẫn cứ tạo ác nghiệp còn cái chuyện mà đừng có chấp giới đó, đừng có chấp giới thì um, xin thưa là <laughs> chúng ta có thể lý luận với nhau, nhưng chúng ta không thể lý luận được với nhân quả. Quý vị có quyền không chấp, nó cũng giống như một người có quyền uống thuốc độc, có quyền nắm một cái uh, hòn sắt đỏ lửa, ừ. có quyền nhảy xuống một cái hố hố trông, đó là quyền của họ, đó là quyền của họ và họ muốn lý luận như thế nào, đó là chuyện của họ. Nhưng mà đó cái hậu quả thì họ phải chịu, uống thuốc độc thì phải chết, nắm cái khối sắt nóng đỏ thì phải bỏng, nhảy xuống hố trong thì vẫn phải chết như thường cho nên quý vị có thể lý luận tùy, ha? muốn lý luận như thế thế nào đó thì lý luận nhưng mà nhân và quả thì không lý luận được gì hết tới hồi mà trả quả thì vẫn cứ phải trả thôi thành ra đó, có muốn chấp hay không thì đó là cái chuyện quý vị miệng lưỡi, lý luận với nhau chơi cho vui, nhân quả thì nó không có như vậy